Một người nghiệp dư mà đòi tham gia đại hội với mục tiêu vô địch luôn sao? Nếu thấy bác nhân nhất thủ quá sức, có cần tôi nhờ họ đổi thành Iroha Garuta cho dễ hơn không? Cô đừng ở đó mà coi thường cậu ấy. Năng lực của Kazuha, tôi là người hiểu rõ nhất, vì tôi lúc nào cũng luyện tập với cậu ấy. Tuy cậu ấy không có kinh nghiệm thi đấu, nhưng trình độ của cậu ấy